Chào anh em gần xa nha, em sẽ quay một con 105 cũng mới về nữa. Hiện tại giờ em đây 105 còn tới 5 chiếc nữa, có hai chiếc cabin siêu xịn luôn. Chiếc này là chiếc cũng dạng đời 29, còn nguyên zin 3 cục luôn. Đó, bao bảo dưỡng cho anh em luôn ha. Đây 29 đây, giá tiền ở đây ha. Đó, kèm theo khuyến mãi. Đây, con cuốn ở đây, còn ok lắm nha. Dày, đẹp. Rồi để em quay cái hộp số. Số của em ở đây. Số nguyên si còn đẹp luôn. Đây, bờ hàm gì còn đẹp hết. Máy là máy Thái 1747, máy Thái nguyên si luôn. Đó. Em quay xa ra cho anh em xem. Cho mấy năm ít. Đó. Đây, nâng dần chân lên cao nhộng vậy. Ôi rồi xong phim ước đích. Chân hơi cao quá cho nên em hơi lùng, quay hơi khó nha nè. Đây. Đó, dần chân bên lên nè. Máy này thì sẽ có một công suất mới nha. Do em chưa có gắn vô. Đó, sờ rồi, ok. Đó, rồi xong nha anh em. Trong mấy năm cabin, ở đây còn 5 chiếc luôn. Rất là nhiều. Rồi cảm ơn em rất nhiều nha. Đó, năm chiếc có sẵn về một đống máy đây luôn ha. Ê, hai container chứ. Của máy gạch và điện hợp á, tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Thế bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi cảm ơn mọi người nha.